Chiều ngày 16 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã cứu sống một thai phụ mang song thai sau 7 ngày dương tính với SARS-CoV-2. Thai phụ NTNL, sinh năm 1994, ngụ quận 12, mắc COVID-19 ở tuần 32 của thai kỳ, chuyển biến xấu, đã được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương mổ bắt con. Hai bé trai chào đời an toàn. Trước đó, sản phụ quyết định không tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.